Yo, yo. các góc máy cơ bản mà bạn cần biết khi mà quay phim để cho đạo diễn mà yêu cầu ấy thì bạn đỡ bị đuổi ra khỏi đoàn vì không biết những góc máy này nhá có các góc máy cơ bản như sau nếu ví dụ mình là nhân vật và chủ thể được quay góc máy cao góc máy ngang góc máy thấp góc máy nghiêng góc pov và những cái góc máy sáng tạo khác mà mình sẽ nói chi tiết và rõ ràng hơn cũng như giải thích từng góc máy một bằng sự trợ giúp của một bạn tập sự quay phim của bên mình Đầu tiên thì như đã nói đó là góc máy cao Góc máy cao thì là máy từ trên cao sẽ chiếu xuống nhân vật Và các bạn thử xem nhé Chả có điều gì xảy ra đúng không Ok nhưng mà bạn hãy lưu ý Cái góc máy cao này ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta đánh giá cái góc nhìn của khán giả là sẽ cao hơn với nhân vật chính cái Cao nó làm cho nhân vật mình ít quyền thăng hơn, thấp quyền lực hơn những cái cảnh này mà mọi người sẽ hay gặp ở trong các phim điện ảnh như kiểu là Loki khi mà mất quyền lực bị đấm xuống hay là Thor lúc đầu ấy Bị đấm xuống khoát thì góc nhìn của Odin sẽ là từ trên cao chiếu xuống Ok tiếp theo một cái góc nữa mà mọi người cũng đang nhìn thẳng mình đây Đó là góc ngang, góc ngang máy thì nó mô tả cái điều gì Góc ngang máy thì mình sẽ lưu ý là cái camera có thể là bằng với mắt đó là eye level của mắt Mà đẹp hơn chúng ta sẽ thấp hơn mắt một chút Mà chúng ta chiếu ở cái ít hầu này Hoặc là từ ngực Chúng ta ngẩng lên để cho nó thẳng Góc ngang máy nó giống như là một cuộc phỏng vấn Những người bạn nói chuyện với nhau Nó mang lại cái cảm giác là bạn bè nói chuyện với nhau Tức là góc ngang mắt, ngang hàng Như khán giả sẽ bằng vai với lại nhân vật Ok mọi người ơi, đây là góc máy thấp nhá Góc máy thấp thì nó sẽ từ dưới của nhân vật Hất lên trên Lúc này mọi người sẽ nhìn nhá. Đây, bạn Giang đã fix xong cái hình ảnh, bây giờ mình sẽ đi vào. Cầu diễn một tí, cầu diễn một tí. Thì cái góc máy cao này nó nhìn lên ấy, nó sẽ giúp cho nhân vật của chúng ta cảm giác là chúng ta to lớn hơn, quyền lực hơn. Nó lại mô phỏng như cái ví dụ vừa rồi, đó sẽ là cái góc nhìn của Thor nhìn lên Odin khi mà Odin ngồi trên ngai vàng ấy các bạn. Thì lúc này là Odin đang quyền lực hơn Thor ok nếu không phải người thì sao nếu không phải người thì cái góc này ấy, nó sẽ làm cho hình ảnh nó hoành tráng hơn lớn hơn khi mà chúng ta tiến vào cái chủ thể thì cái chủ thể đấy nó sẽ to hơn khung cảnh hoành tráng hơn so với khung cảnh và bây giờ đến cái góc tiếp theo đó là góc mà bình thường cái mắt người chúng ta sẽ nhìn đó là cái đường chân trời nó ngang thế điều gì đã xảy ra nếu mà đường chân trời ở trong máy nó đổ nghiêng để quay được những góc này thì ở trên chân máy thì mọi người sẽ thể bỏ cái xoay cái củ dầu hoặc là trên gimbal thì chúng ta sẽ chuyển sang các chế độ như chế độ POV. Bây giờ Giang sẽ đi thẳng vào đây đi nghiêng máy ở đây nhìn cho dễ. Nghiêng tay. Đấy đường chân trời lúc này nó nghiêng này các bạn ơi. Rồi nghiêng này. Đây mọi người ạ, à. cái hình ảnh nghiêng này ấy, nó sẽ đem đến cho chúng ta cái cảm giác là góc hình nó không giống mắt người nữa Nó sẽ hơi mang hơi hướng là bất an hơn một chút Và có cái độ phiêu Thì chúng ta rất hay gặp những cái hình ảnh nghiêng 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 như này Ở trong các MV đúng không mọi người ơi Nhất là những cảnh nào mà phiêu bồng bay nhảy ấy, Thì camera kiểu gì họ cũng cũng phiêu ngang ra Để cho mọi người có cái cảm giác nó bay bổng nó phiêu hơn thì ra thì ở trong các phim kinh dị thì chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh nghiêng 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 như này nó báo trước là sẽ có những cái gì đó bất ngờ và dồn dập thì để chúng ta có thể ứng dụng quay những cái shot hình trong những cái sự kiện của mình và chúng ta có thể sáng tạo hơn ok yêu và mình vừa làm demo thêm một cái góc hình nữa mà mọi người đừng có bỏ qua đó chính là góc pov đây là góc pov góc này thì thường đặt ở phía sát của người quay và mô phỏng lại cái góc nhìn của nhân vật Vậy thì từ những cái góc máy cơ bản như này chúng ta có thể sáng tạo được ra nhiều các góc máy khác hơn được. Đó là góc top shot là góc cao hẳn mà chúng ta hay dùng chiếu camera thẳng từ trên đầu xuống. Chúng ta có cái chen mà dán điện thoại ở trên trần nhà xong rồi nhảy nhót đấy nhảy nhót cái góc uh, sâu hẳn ở dưới đất này, chúng ta có một cái chen đấy là đào một cái lỗ xong rồi đặt cái điện thoại góc rộng này mở ra rồi chúng ta ngó ở thông qua cái lỗ đấy thì nó cũng rất là hay. Còn ví dụ là chúng ta có thể miêu tả một khung ảnh rộng này thì tụi mình có thể hoàn toàn áp dụng một cái hiệu ứng góc rộng nhưng mà mình quay cận chân rồi là mình quay người to hơn cái không gian này thì nó sẽ đem đến cái cảm giác là con người ấn tượng hơn. và mời mọi người cùng xem video của bạn Giang quay được nhá. ok vậy đấy là toàn bộ những góc máy cơ bản mà mọi người có thể biết và ứng dụng được vào thực tế thì hy vọng mọi người thấy video này có hữu ích cho mọi người bye và hẹn gặp lại ở các video hướng dẫn lần sau